Dạ mẹ. Mấy tháng rồi? Chắc 2 tháng gì quá. Biết tính gì. Ở trường mình khẩu trang suốt hả? Đi ngủ mình khẩu trang không à? Trường đâu ngủ đâu. Vậy chứ mà con học từ sáng đến chiều hả? Nhưng mà buổi trưa thì không ngủ. Ngủ mình mở ra đúng không? Ngủ không nên đóng ra cho mình thở. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm cá nó chưa có tim đó hả? Coi thử mấy cục ha. Ơi trời. Nhỏ ghê. Nhỏ quá trời luôn nè. Nó lại coi hết người gì hết mọi người quá trời mọi người bây giờ có về xuất thú không gặp tôi à, nhắm mắt lại hằng ngủ đó thì mắt rồi.
thấy vậy. Ủa vậy mạng ngồi dưới nè. Nhớ vệ sinh da kỹ, rửa mặt ngày 2 lần nha. Rửa tay bốn lần Thế là con rửa bằng sữa rửa mặt, con rửa 2 lần, 2 lần, con rửa 4 lần hả? Rửa 4 lần khô da quá. Lên chưa hết một.
nghĩ tí ha, nghĩ tí ha. Lát mắt mình móc lấy dao cưỡi nó. Lấy dao đập cái nữa, lấy đồ đập cho nó khỏi miệng luôn á. Hồi làm mỡ hành á. Không ta? Để hồi không nướng chút rồi nó nướng rồi nó hở ra. Chút rồi mình. Con này bự quá, bự luôn. Mấy con này mới bự ha. Bự trong quán mình bán nè. Nè con này nè, mà con này nè. Đúng bà. Này gọi là hào đá. Phương hốt không? Hào đá nướng mỡ hành nha các bạn. Không có mỡ hành. Con hốt liền luôn. Vậy là mình nướng 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 không hả? Nướng mọi. Nướng mọi, hào đá nướng mọi. Hốt không mày hốt không? Hốt hào. Nãy giờ mày cứ chụp tao bấm ăn không? Tao chưa chụp nó, tao lại di chuyển rồi. Mày phải thời gian từ 5 phút nữa. Bánh chụp lâu luôn á, cầm cho 8 tiếng cái gì, cái này nè, hơn chục ký. Thiệt nè, kinh thử đi nè. Cặn lắm á. Rồi 7 ký á. Hơn á, nặng lắm luôn á. Cái chục tạ chục ký, có nhiêu ký đâu. Nhưng nhà tụi vậy, cái này hơn chục ký luôn chứ chục gì. Thấy gửi cho sạch sạch thế không có vợ. Anh gửi thấy vậy mà nhiều quá vậy. Đâu mà thử hai bên một tạ chục ký đâu có nhiêu chứ. Đổ vô này, đổ vô này rửa cho tập. Bạn nướng nướng cho nó ngon. Nướng đi nướng à, rửa đi. Tại vì lấy mình nướng. Lấy thêm một cái rõ nữa kìa. Nó ngã miệng nó bung luôn. Nó bám chắc luôn. Còn con giọt nữa gì nãy thấy mình có con giọt nữa. Giọt giờ khó kiếm lắm. Con giọt với con hèo này cái nào ngon hơn ta? Con hèo ngon hơn. Hèo ngon hơn à? Vậy á, giọt thịt hơn đúng rồi. Ừ, giọt thịt nhiều hơn. Giọt hai mặt, con này nó có mặt. Cái gì giọt hai mặt? Phải rồi, em lọt cái giọt hai mặt nó mới ra được giọt. Con này bắt con nó bám vô tường rồi. Ừ, đúng rồi. Đi xí lẫn cái gì vậy? Đi giết bãi, đi giết bãi. Giống như nhân đôi làm vậy đó. Chứ không phải lâu rồi mới chụp. Liếm ông chấm cái chửi chửi vô nghe. Mất nghề đúng không? Mất nghề từ dạo không chụp rồi phải không? Tại vì đậu xe đây chật chội rồi. Bây giờ đi đâu đi? Qua bên cái thông hè bên chỗ 8 đậu còn đóng. Thấy hai thanh niên đảm đang không? Ủa mà này hồi mình đâu ăn đâu mày, mình chưa được dễ vậy. Mình ăn thôi. Mình ăn thôi. Mình ăn thôi. Chưa sạch. Chưa sạch dưới. Chưa cái mặt này mình nướng thôi. Mình thấy chưa cho sạch, đang chụp hình mới đẹp. Ủa kệ đi. Anh đừng có bỏ nó để cho anh Thám làm mình đi. Không mà phải rửa em ơi. Như đó để anh Thám nó rửa được rồi. Cơ bản nữa không? Cái rửa cơ bản chứ. Nói chung là rửa cho nó sạch, lưng dĩa cho nó đẹp. Ôi trời, me không có miếng lá mà trái chết. Nè trái me nè các bạn. Ăn thử coi chua không? Cũng chạy ngang cái chỗ hồi nãy nữa hả? Không, không có chạy ngang chỗ. Trời ơi, bụng. Cái chỗ gì đâu.